Nghiệp gì nặng nhất? Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng ta hãy cùng nghe tâm sự của một vị khán giả nhé. Biến cố gia đình tôi xảy ra cách đây 8 năm, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa nguôi ngoai và thôi giận ba. Ba mẹ đến với nhau là do bà ngoại thấy ba xuất thân nghèo khổ, nhưng tính tình hiền lành, lo làm ăn, nên gả mẹ cho ba. Lúc đầu, mẹ tôi không đồng ý, vì cũng có vài người theo đuổi mẹ. Họ vừa đẹp trai và gia đình lại giàu có. Bà ngoại nói với mẹ rằng, nhà họ quá giàu, còn nhà mình thì bình thường, không môn đăng hộ đối. Sợ cưới về sau này họ khinh thường mình. Bà ngoại còn đe dọa mẹ, nếu không chịu nghe lời, không lấy ba tôi, ngoại sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà. Cuối cùng, mẹ tôi vì thương ngoại nên không dám cãi lời, đành chấp nhận. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng khi ba tôi cưới mẹ về một thời gian, ba lộ bản chất ham mê cờ bạc và bồ bịch lăng nhăng. Ba tôi vỡ nợ nhiều lần và bà ngoại tôi đều phải đứng ra giải quyết giúp. Mãi thế nên ngoại chán nản, kêu mẹ ly dị. Nhưng mẹ thuộc tiếp phụ nữ truyền thống, cam chịu. Ly dị sợ mang tiếng nên chấp nhận sống chung với lũ. Mẹ tôi sinh được ba con gái, trong khi ba tôi lại rất thích con trai. Ba tiếp tục lăng nhăng ngoại tình, cuối cùng cũng có được một đứa con trai. Sau đó, ba tôi vẫn chứng nào tật đó, đam mê cờ bạc đến nỗi phải bán hết nhà cửa để trả nợ. Ba còn vay nợ xã hội đen, nên cả gia đình phải chạy trốn về quê mẹ tôi, thuê nhà ở và sinh sống. Mẹ tôi vì đau khổ chuyện ba tôi có vợ bé, con rơi, vừa sốc khi cả gia đình phá sản, vỡ nợ. Nên khoảng vài năm sau, mẹ tôi đổ bệnh và qua đời ở tuổi 57. Thực sự, tôi rất hận ba vì đã làm khổ vợ, khổ con. Tôi biết mình làm con không nên can thiệp hay phán xét cha mẹ. Vì có mấy lần tôi quá tức giận nên đã hỗn hào với ba. Tôi và ba cũng từng có thời gian giận nhau mà không nói chuyện và gặp mặt nhau. Tôi không biết mình làm đúng hay là sai, vì cho tới giờ, mỗi lần nói chuyện với ba, tôi lại nhớ tới những chuyện cũ đau buồn đó. Gần đây, vì thói cờ bạc ấy mà ông bị vợ bé con rơi bỏ mặc trong lúc đau ốm. Tôi có nên đón ông về nhà mình chăm sóc hay không? Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người. Và bây giờ là nội dung chính của ngày hôm nay. Nghiệp nặng nhất đời người là gì? Thưa quý vị, nghiệp nặng nhất đời người là khẩu nghiệp. Theo sách Kinh Phật, khẩu nghiệp là tội nặng nhất mà con người nên tránh xa. Bởi một khi đã khẩu nghiệp, dù bạn có làm việc thiện và cầu an bao nhiêu thì cũng không thể hóa giải được hết nghiệp. Có chăng chỉ là giảm nhẹ đi một chút thôi. Cách tốt nhất để có cuộc sống an yên là nên tu khẩu, bớt khẩu nghiệp. Đồng thời, nó còn giúp bạn tích thêm phúc đức cho mình và gia đình. Và sau đây là ba lời tuyệt đối không nói trong mọi hoàn cảnh. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất là lời nguyền rủa người khác. Tôi và anh lấy nhau được 2 năm. Kể từ ngày bước chân vào nhà chồng, chưa ngày nào tôi được mẹ chồng đối xử tử tế, mà ngược lại, bà luôn coi tôi như kẻ thù. Kể từ khi biết tôi mang bầu, mẹ chồng không hề quan tâm. Ấy thế mà đạo đức giả, toàn khoe với hàng xóm là thương chiều con dâu lắm.
Có lần, bà đi chơi về mua một thùng sữa chua, về đến đầu ngõ là khoe với hàng xóm. Con dâu nói chữa thích ăn sữa chua lắm, tôi mua thế này về cho nó ăn dần. Nhưng nào có tốt đẹp đến thế. Về nhà, bà nói thẳng với tôi rằng: "Tôi mua sữa chua trên tận Ba Vì rẻ lắm, cô có ăn thì đưa tiền cho tôi, còn không thì tôi để lại cho người ta." Tôi giận quá, ai đời con dâu mang bầu đã chẳng được mẹ chồng cho gì thì thôi, đằng này lại còn tính chuyện mua bán với tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi bị mẹ chồng chửi mắng suốt ngày. Khi thì cái khăn lau để không đúng chỗ, lúc thì cái chổi để ngược chiều. Bà luôn chửi bới và đuổi tôi ra khỏi nhà, có khi chỉ là tội chưa kịp chuẩn bị nước tắm cho bà. Nhiều lần chồng tôi cũng góp ý với mẹ, nhưng cũng chẳng ăn thua mà lại còn bị ăn chửi thêm. Bà luôn quy cho tôi cái tội rằng từ khi tôi về làm dâu, nhà bà không được một ngày yên ấm. Nhiều lúc bà còn rủa tôi là: "Sao mày không chết đi cho nhẹ nợ? Con trai tao đẹp trai, tài giỏi, kiếm đâu chả được 5-7 vợ. Tao không có dâu này thì có dâu khác." Mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn xách đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi làm như vậy thì lại đúng ý mẹ chồng quá, nên tôi cố nhẫn nhịn và ở lại. Có lần bức xúc quá, tôi cũng nói lại vài câu lý lẽ, nhưng bị bắt lỗi ngay: "Cái loại con dâu lăng loàn mất dạy, dám cãi cả mẹ chồng. Mày xem đã được tốt như tao chưa?" Từ đó, tôi chẳng bao giờ nói lại, thì bà lại nói: "Cái loại người không có nhận thức, mẹ nói thì cái mặt cứ lì lì ra." Lúc nào, bà cũng cho rằng nhà tôi phải có phúc lắm nên mới lấy được con trai bà. Dù bà không có ưa tôi, có ghét tôi cũng không tưởng tượng được bà lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt nguyền rủa tôi như thế. Tôi không dám nói rằng mẹ chồng tôi gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhưng cuối năm vừa rồi, bà bất ngờ bị tai biến. Dù trước đó sức khỏe của bà rất tốt, huyết áp cũng ổn định, biến chứng của lần tai biến đó khiến bà liệt nửa người và không nói được nữa. Bây giờ, dù đã tập vật lý trị liệu và uống đủ các loại thuốc, bà chỉ có thể đi lại tập tễnh trong nhà, còn tuyệt nhiên không thể nói. Có lần, trong lúc tôi đút cơm cho bà ăn, bà nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi và ứa nước mắt. Dù không thể nói ra, nhưng tôi hiểu bà đang vô cùng ân hận vì đã đối xử tệ bạc và buông những lời cay nghiệt với tôi trước đây. Tiếp đến thứ hai là không nói lời tuyệt tình. Tôi và chồng yêu nhau được gần một năm thì cưới. Có lẽ cuộc hôn nhân không đến quá sớm như vậy, nhưng vì lỡ có bầu nên cả hai bên đều nhanh chóng làm thủ tục kết hôn. Chồng tôi đi làm cách nhà hơn 30 km, còn tôi làm cách nhà chồng hơn 20 km, nhưng lại chỉ cách nhà mẹ đẻ 2 km. Vì thế sau khi cưới, tôi cũng xin gia đình bên nội về ở bên ngoài cho tiện đi lại. Vì đang bầu bí mà chồng lại đi làm ăn xa ít về, nên nhà chồng cũng vui vẻ đồng ý. Đến khi mang thai khoảng tuần thứ 34, bác sĩ nói tôi có nguy cơ sinh non nên cần phải nhập viện. Đẻ xong, do mẹ chồng đi bán hàng ngoài chợ, các anh chị em chồng thì đều đi làm ăn xa. Ở nhà chỉ có mỗi bố chồng, nên tôi cũng xin nhà chồng được về ngoại để tiện chăm con. Trong thời gian 2 tháng về nhà ngoại, bố mẹ chồng tôi cũng chỉ gọi điện được 2-3 lần, đến thăm cháu được 2 lần rồi thôi. Tôi không trách cứ gì về việc đó,
do bố mẹ chồng tôi cũng bận bịu mà đường xá lại xa xôi. Tôi làm dâu gần một năm, nhưng cũng chưa làm tròn được bổn phận con dâu. Thời gian ở nhà nội còn ít hơn là ở nhà mẹ đẻ. Thế nên, tôi chỉ biết ngậm ngùi mà thương xót cho phận mình. Chồng tôi lại càng chẳng để ý gì đến vợ con. Đã đi làm ăn xa, ít về thăm nhà, lại còn chẳng mấy khi nói được những câu mát lòng. Do con trai tôi bị thận bẩm sinh, nên phải đưa đi Hà Nội để thăm khám. Chồng tôi đi làm ăn xa, nên trước đó tôi cũng dặn là tối hôm đó xin nghỉ sớm, để về rồi sáng mai bắt xe đi sớm. Cuối cùng, tôi chờ mãi đến 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy chồng về. Đến lúc tôi ngủ thiếp đi, thì chồng tôi nhắn tin là không về được, sáng sớm mai về. Đến sáng hôm sau, chồng tôi ngủ quên, khiến tôi gọi hơn chục cuộc điện thoại mà không được. Xe lúc ấy cũng đã chạy mất rồi, chẳng còn cách nào khác. Tôi đành gọi điện cho bác sĩ, hẹn lại sang ngày hôm sau. Đến trưa thì chồng tôi về đến nhà. Tôi tỏ ra khó chịu một chút và nói: "Bệnh của con như thế mà anh cũng chẳng chịu để ý. Bây giờ nhỡ xe rồi mà bác sĩ người ta có chờ mình được đâu." Chồng tôi nghe xong quay ra quát ầm lên, bảo tôi im mồm đi ngay trước mặt bố mẹ đẻ của tôi. Lần này tôi thấy bàng hoàng. Bình thường thì chỉ có hai vợ chồng thì không sao. Bây giờ đang ngồi trước mặt bố mẹ tôi mà anh lại dở thói hung hăng chửi bới. Tôi bèn nói: "Nếu không tôn trọng gia đình tôi thì mời anh ra khỏi nhà tôi." Anh ta vẫn ngồi khoanh chân giữa nhà và nói: "Đi hay không là việc của tao." Trong suốt buổi hôm đó, tôi không hề nói láo hay là văng tục câu nào. Thế mà anh ta lại xưng mày tao với tôi, lại còn chửi bới tôi trước mặt bố mẹ tôi, khiến tôi giận đến tím cả người. Tôi bảo anh ta là tôi muốn ly dị, và anh cũng ngay lập tức đồng ý. Tối hôm ấy, anh ta về nhà nội. Sáng hôm sau, nghĩ thương con nên tôi nhắn tin cho anh, bảo anh đi khám cho con. Thế mà anh nhắn cho tôi một câu khiến tôi cảm thấy vô cùng chua xót: "Không rảnh." Tôi đành một mình ôm con xuống Hà Nội để khám bệnh cho con. Lúc này tôi mới thấy số phận của mình và con của mình mới hẩm hiu làm sao. Khi con trai vẫn còn đỏ hỏn mà chồng tôi buông lời tuyệt tình, khiến tôi vô cùng chua xót và quyết định bằng mọi giá cũng phải ly dị người đàn ông này. Bởi trong lúc khó khăn và cần sự quan tâm, động viên nhất, tôi chỉ nhận được những lời tuyệt tình, ráo hoảnh như vậy. Lời thứ ba là không nói hận đời, mang đến oan nghiệp. Cổ nhân thường nói, ngôn do tâm sinh. Nếu miệng luôn nói những lời không tốt, nói những lời hận đời, đều sẽ nhanh chóng bị tổn đức, mất đi phúc báo. Người xưa có câu: "Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng." Đủ để thấy sức mạnh của một lời nói là to lớn đến nhường nào. Khi gặp chuyện không vừa ý hoặc cảm thấy bị đối xử bất công, người ta thường có xu hướng thất vọng, phàn nàn, thậm chí là buông lời oán hận. Một khi đã oán thì họ hận tất cả, kể cả là trời đất, thần Phật. Thực tế, những gian nan khổ ải mà một người thường mắc phải không có gì là bất công. Phật gia giảng về nghiệp luật luân báo, rằng mọi khổ nạn mà con người phải gánh chịu đều là nghiệp báo cho những hành vi, ý nghĩ bất hảo của họ trong đời này hoặc từ kiếp trước. Thực tế, lời oán hận thường mang theo những năng lượng rất xấu, bởi nó xuất phát từ tâm oán trách, đố kỵ, lòng sân hận của người ta.
oán hận sẽ che mờ lý trí của họ, sẽ khiến họ không còn phân biệt được thật, giả, đúng, sai, phải, trái nữa. Như thế, hậu quả gây ra thậm chí còn tai hại hơn. Từ lời nói oán hận, người ta có thể gây ra việc ác nghiệp, hại người, hại mệnh. Quý vị thân mến, trong tích truyện nhà Phật có kể, một hôm, Đức Phật đi truyền đạo ở vùng của Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình theo Phật nhiều quá, nên căm giận ra đón đường Phật đi qua để oán hận, chửi rủa. Đức Phật vẫn đi thông thả. Các tu sĩ theo bén gót, không ngừng tung ra những lời nhục mạ. Thấy Đức Phật thản nhiên như không, họ lại càng tức giận hơn nữa, chặn đường Đức Phật mà chất vấn: Ngài có bị điếc không? Phật bình tâm trả lời: Ta không biết. Họ căng vặn: Ngài không biết, vì sao không nghe thấy chúng tôi chửi à? Đức Phật trả lời: Này, các Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc thân nhân tới dự, khi họ ra về, ông tặng quà mà họ nhất quyết không nhận, thì quà đó về tay ai? Các tu sĩ nhanh nhẩu: Quà ấy về tay tôi chứ còn tay ai nữa? Phật bảo: Đúng thế, ông chửi ta cũng vậy, ta không nhận thì nó về tay ai? Đức Phật nói tiếp: Này, ông mắng nhiếc ta nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm vang là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà ra, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng chớ nói lời mắng nhiếc ác ngữ. Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí. Và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi cần phải tu cả đời, tu khẩu đức, thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông, vận thế hanh thông mới không phải đi đường vòng. Thành tựu nhờ đó mà có được một cách dễ dàng, thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.